trên tay của bạn là bất động sản giá rẻ. Nếu điều này xảy ra thì sao ạ? Nếu mà có những bạn mà đã đầu tư bất động sản nhiều rồi thì điều này cũng là bình thường vì bạn quen rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên sẽ có một số bạn là từ xưa đến giờ giống như Hiệp ngày xưa là chưa có sở hữu tài sản lần nào, cho nên là sẽ rất là hạnh phúc nếu mà trong tay mình sở hữu được một miếng đất, một cái bất động sản giá rẻ cũng được, nhưng vô cùng happy, vô cùng hạnh phúc các bạn ạ. Tuy nhiên hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ thêm các bạn một số cái vấn đề về bất động sản giá rẻ. Những cái video clip ngày qua, những ngày qua thì Hiệp có làm thì chia sẻ thì rất là nhiều bạn tương tác được phản hồi tích cực rất là nhiều. Và có bạn thì nói với Hiệp rằng bất động sản giá rẻ là vua. Thì đâu đó trong một cái giới hạn nào đó thì bất động sản thực sự là vua các bạn ha. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là nhiều cái ưu điểm khác nhau. Ưu điểm từ cái tính thanh khoản, các bạn rất là dễ thanh khoản. Rồi so với cái nhu cầu thực tế cũng rất là nhiều. Bởi vì cái nhu cầu mà các bạn trẻ để ở hoặc là để đầu tư với, đối với một số bạn chưa có dư giả về mặt tài chính cũng rất là hiệu quả. Và bạn đương nhiên rồi rất là dễ tiếp cận, bạn chỉ cần có 100-200 triệu thôi có thể bạn đã sở hữu trong tay được một cái bất động sản rồi. Đương nhiên bạn phải dùng đòn bẩy về mặt tài chính, tuy nhiên rất dễ để tiếp cận bất động sản giá rẻ và cái tỷ suất sinh lời của nó cũng rất là tốt các bạn. Đó là những cái ưu điểm cực kỳ lớn của bất động sản giá rẻ và Hiệp chia sẻ với các bạn vào những ngày qua. Tuy nhiên hôm nay tiếp tục cái câu chuyện của bất động sản giá rẻ thì Hiệp chia sẻ một số cái hạn chế, một số cái là hạn chế nhất định của bất động sản giá rẻ. Ví dụ như là các bạn thấy rồi, cái con đường đối với cái bất động sản cái loại này nè thì vì nó ít tiền mà cho nên cái con đường đi của nó thì thường là đường bê tông hoặc thậm chí là đường sỏi đường đất, đường sỏi đường đất, chứ còn đường nhựa thì sẽ chắc không rẻ được hả các bạn. Vậy rất là hiếm đường nhựa mà có thể là bất động sản giá rẻ. Chính vì cái đường bê tông, đường sỏi, đường đất cho nên là nó sẽ tiện ích, nó sẽ không tốt bằng cái đường nhựa. Và cái nhưng mà các bạn nên nhớ rằng có là cái con đường gì đi cũng được, nhưng đường bê tông thì ví dụ như là đường đất đi thì đường đất sau này có thể các bạn làm lên bê tông, hoặc đường sỏi sau này các bạn làm lên bê tông nên nó cũng rất là sạch sẽ. Nhưng cái điều quan trọng nhất là cái độ rộng, cái độ rộng là quan trọng nhất. Độ rộng để làm cái gì? Độ rộng để mà chúng ta có thể di chuyển dễ dàng, xe cộ vào trong đất nó dễ dàng các bạn. Bởi vì chúng ta phải xe chở vật liệu nè, rồi sau này chúng ta có xe, anh em bạn bè người thân có xe vào nhà chúng ta chơi nó thoải mái hơn. Rồi sau này chúng ta có cưới hỏi cái gì các kiểu, liên hoan sinh nhật hội hè, rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải sử dụng xe. Và cuộc sống giờ phát triển rồi thì tương lai của các bạn, nếu bây giờ các bạn chưa có xe thì tương lai các bạn cũng sẽ sớm có xe thôi, hoặc người thân của các bạn. Chính vì vậy là cái điều kiện mà cái xe phải đi vào đất là rất là quan trọng. Các bạn phải mua cái đường nó đủ rộng nha các bạn, nhớ là cái điều đó. Đương nhiên thì nó không là đường nhựa thì nó cũng phải là đường rộng, quan trọng nhất là điều đó. Và khi mà bạn đã sở hữu được rồi, đã sở hữu được bất động sản giá rẻ rồi thì bạn sẽ làm gì tiếp tục? Thì cái điều này có rất là nhiều bạn sẽ trả lời là khác nhau. Nếu bạn cũng đang sở hữu bất động sản giá rẻ, bạn hãy comment ở dưới giùm Hiệp là bạn sẽ làm gì tiếp tục với bất động sản này. Thì có một vài bạn trả lời trước đây cho Hiệp rằng, và những nhà đầu tư của Hiệp đó cũng trả lời như vậy là tôi sau này được giá là tôi bán là tôi về tôi xây nhà, hoặc là tôi cho con của tôi. Và một số bạn là bán đi để các bạn mua một cái bất động sản chỗ khác nó gần hơn nữa, nó trở thành là cái lô đất đường nhựa, ví dụ là như vậy, để các bạn có tiện ích lớn hơn. Đương nhiên cái việc mà mua một cái lô đất gần hơn và đường nhựa, cái khu quy hoạch nó rộng hơn, nó phải tốn chi phí nhiều hơn, đó là đương nhiên rồi. Và vì thời điểm này bạn chưa có nhiều, cái kinh tế nó chưa có tốt lắm thì bạn có thể mua cái lô đất này để đảm bảo về cái việc sinh lợi, đảm bảo về cái việc giữ được cái nguồn vốn. Nhưng mà sau khi mình ổn rồi, mình có hết mọi thứ rồi thì có thể các bạn đổi lên một cái bất động sản tầm trung,
tầm trung tốt hơn tùy vào tiêu chí của các bạn. Tuy nhiên vẫn có người lựa chọn rằng tôi vẫn tiếp tục đầu tư bất động sản giá rẻ bởi vì cái tính ưu điểm của nó nhiều quá, tôi tiếp tục tôi đầu tư vào nó. Và đầu tư thế nào? Ví dụ ngày xưa là bạn là mua đất vùng ven, rồi sau một vài năm cái dân cư, mật độ dân cư tăng dần lên, và cái khu chỗ của bạn mua ngày xưa nó trở nên đông đúc rồi, bạn được giá và bán cho người khác xây nhà ở, rồi bạn lại ra một cái nơi nó hơi xa hơn một chút xíu nữa, thì lúc này nó lại biến thành vùng ven. Cái chỗ bữa trước bạn bán thì nó đã hết ven rồi, nó hết ven rồi, cho nên mình sẽ lại nhích ra ngoài thêm một xíu nữa và mình sẽ tiếp tục đầu tư bất động sản giá rẻ tiếp. Và trước đây bạn vì hạn chế về mặt kinh tế cho nên mình chỉ mua một lô hai lô thôi, thì sau này mình đã có điều kiện, có kinh nghiệm nhiều hơn, mình không mua một lô hai lô nữa, mình mua nhiều hơn để cái tỷ suất sinh lời của nó tốt hơn ha các bạn, và mình mua cái diện tích nó lớn hơn để cho các bạn sau này bán được nhiều tiền hơn. Ví dụ như vậy thì mỗi người một cái tiêu chí khác nhau, các bạn có thể mua khác nhau. Tuy nhiên là có một những cái tiêu chí chung, tức là về hạ tầng, về vị trí, về phong thủy và hàng xóm, các bạn vẫn phải đảm bảo. Và cái số 1 luôn luôn hiệp nhắc các bạn đó là về phần pháp lý phải đảm bảo là chắc chắn rồi. Thì đó là những cái yếu tố mà các bạn khi sở hữu một cái bất động sản trong tay rồi thì các bạn sẽ dự kiến, bạn phải rõ ràng là mục tiêu tiếp theo mình sẽ làm gì để bạn có cái định hướng. Và khi bạn có định hướng rồi, bạn có trong đầu rồi thì bạn sẽ có trên tay.